Trong thời gian gần đây, có lẽ nhiều bạn sẽ được nghe tới cái tên này rất là nhiều lần. Nghe thử nha, Project Jump Boy. Các bạn nghe có quen không? Thì đây chính là tựa game sinh tồn khó nhất năm 2023 này. Cái này là mình nghe người ta nói chứ mình chưa biết. Cho nên là mình vừa nghe người ta nói khó nhất, vô trải nghiệm luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vô xem như thế nào nha. Và đây chính là mình nè các bạn. Mình vừa mới chọn skin đó là Gigacha cho nó ngầu các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu sinh tồn nha. Thì hiện tại bây giờ mình đang trong cái căn nhà này. Thì các bạn biết rồi là trong thế giới này á, zombie rất là nhiều đúng không? Vậy thì bây giờ mình cần phải làm gì đó. Trước tiên mở tivi lên coi để xem coi. Thôi tắt tivi đi các bạn ơi. Nói dở rồi chứ giờ này còn tâm trạng đâu mà coi tivi. Hiện tại bây giờ mình cần phải tìm được những cái thứ gì đó để mình có thể loot các bạn ví dụ như là thức ăn nè. Mình lấy được hai thức ăn. Để xem cái tủ này có gì không. Nói chung là bây giờ chúng ta đi cần tìm thức ăn chứ các bạn ơi. Mình cũng lần đầu tiên chơi, mình cũng chưa biết nữa. Thôi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài xem như thế nào nha. Để xem coi trải nghiệm ở ngoài như thế nào nha các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đã có gọi là một cái đồ để phòng thân rồi. Ui ui, what, zombie kia chạy chạy. Nói đùa thôi, nghĩ sao mà chạy. Tới đây, anh là Gigacha sợ ai? Gigacha sợ ai? Vô, vô đây, con zombie nè. Con zombie nè, đánh nhau không? Zombie cùi bắp, zombie cùi bắp. Cùi bắp luôn, cùi bắp luôn, cùi bắp luôn. Rồi, bây giờ là mình sẽ đi. Ui, nó bò à. Zombie này lì thiệt chứ. Được rồi, anh sẽ cho biết thế nào là lễ hội nè. Lì, quá là lì luôn các bạn. Ở đây mình có bản đồ nè các bạn, để mình mở cái bản đồ mình lên xem coi như thế nào nha. Đây là bản đồ, hiện tại mình đang ở vị trí này. Mình sẽ qua những cái nhà kế bên để mình loot đồ các bạn. Đó, đây là game sinh tồn mà các bạn phải loot đồ này nọ nữa. Không biết trong hòm thư có gì không ta? Không có thư các bạn ơi. Tình huống này bây giờ ai mà gửi thư cho chúng ta nữa. Đây, mình đây chắc có nhà thì phải. Chạy xem như thế nào nha. Rồi mở cửa vô. Nhà này khóa cửa rồi. Giờ sao đây? Mở cửa. Không được rồi các bạn ơi. Mình sẽ leo cửa sổ vô xem như thế nào được không? Mình sẽ thử leo vô cửa sổ được không? Khóa cửa rồi. Ôi, zombie kia. Chạy. Vô, từ từ, một con thì mình không sợ đâu. Một con thì không sợ đâu các bạn. Oh no, đông quá. Chạy thôi các bạn ơi. Kiểu này là mình không được. Đây. Có đường vô. Leo vô. Ui. Con zombie này leo vô được các bạn. Kỹ sinh tồn gì ảo vậy, zombie biết leo vô trong nhà luôn à. Nếu mà nó biết leo vô đây á thì có khác gì mình gọi là trong đây mình sẽ tự. Ôi no, nó cắn mình rồi. Khó vậy. Rõ ràng mình đánh nhau với zombie rồi mà. Đấy, đẩy nó đi, đúng rồi. Đẩy nó. Ghê chưa. Wow, này thì zombie này. Rồi được rồi. Hiện tại bây giờ mình đang coi xem coi. Từ. Con zombie này nó dai vậy. Định gọi là sống dai làm huyền thoại à. Xưa rồi diễm. Này thì châu quá là châu luôn. Để mình xem coi. Hiện tại máu của mình đã mắc đi một khúc các bạn thấy không. Và đây trên cơ thể của mình đã bị một vết cắn nè, hai vết cắn nè. Rồi mình đi tiếp thôi các bạn ơi. Hiện tại bây giờ cơ thể của mình nó đang gọi là rất là khó chịu rồi các bạn ơi. What, mình bị gọi là bị gì luôn nè. Tiếp tục các bạn. Cuộc hành trình chúng ta bắt đầu. Tiếp tục qua nhà người khác. Đây, mình có thể zoom ra vậy nè các bạn, mình có thể nhìn rõ hơn nè. Đúng rồi, quên, nãy mình có thể zoom ra. Trong nhà này mình thấy một con zombie nè các bạn. Rồi, ra đây. Wow, zombie nhảy từ trong nhà ra. Này thì nhảy nè. Oh sure. Tới đây. Tới nào rồi chị gái? Chị gái làm gì vậy chị gái? Chị gái à, em không muốn đánh đâu, nhưng mà chị ép em quá. Em bắt buộc phải làm như vậy. Chị tha lưới cho em nhé. Rồi được rồi, mình không muốn đâu các bạn. Nhưng mà tình cảnh bắt buộc rồi. Đóng cái cửa vô giùm cái đi. Rồi, sách à. Ây da, sao toàn sách không vậy? Phải có đồ gì chứ. Nhà to thế này mà không có cái gì hết à. Ui, có bạn. Có xương. Đây rồi, bây giờ là. Đây mình lấy giấy luôn các bạn ơi. Cái này là giấy các bạn. Lấy báo, tờ báo bạn ơi. Báo này là báo để đọc chứ không phải là báo đời nha. Lưu ý nha. Bây giờ là mình cần phải ăn một cái gì đó vô các bạn ơi. Ăn 1/2 trái cam đi. Ăn vô để cho nó gọi là để chống đói các bạn. Hiện tại bây giờ mình cũng đang rất là mệt mỏi rồi. Thôi đi ra ngoài thôi. Nhà này cùi bắp quá. Let's go. Có cái nhà. Bên đây có một cái mảnh đất màu hồng nè các bạn thấy không? Mình sẽ qua đây. Có xe nè các bạn. Chui vô xe được không? Trốn vô xe không được. Ai zombie nó tới rồi. Thôi mình chạy. Vô cái nhà này xem như thế nào.
Wow, mở cửa. Đóng cửa lại. Đừng để mấy con zombie nó phát hiện. Đây hình như là một cái tòa nhà. À, cái này giống như một cái văn phòng làm việc các bạn. Xem coi cái tủ này có gì không. Không coi được. Toilet nè. Ây da, trời ơi, đúng là thời cơ đã tới. Đang đánh zombie tự nhiên đau bụng, chạy ngay đi toilet luôn các bạn. Rồi để tí nha, đi toilet cái đã. Rồi ngồi xuống nè. Ngồi xuống giùm em cái. Rồi để tí nha các bạn, thông cảm. Đã thiệt. Rồi đứng dậy. Đi xong rồi các bạn, rửa tay rửa mặt này sạch sẽ cái nè. Rồi đi ra ngoài. Hên quá, đang đánh zombie tự nhiên đâu gặp cái toilet. Đang đau bụng các bạn. Ồ, có thuốc nè. Có thuốc bạn ơi. Có thuốc nè. Bây giờ mình cần phải chữa trị thôi. Đâu rồi? Những cái thứ mà mình vừa mới lấy được đâu rồi ta? Oh no, zombie. À, nó cắn mình. Này thì ở đâu ra vậy? Ở đâu ra vậy? Cái con zombie này đâu đây? Tại sao nó vô đây được? Tại sao? Mình đóng cửa lại rồi mà. Zombie bây giờ nó khôn thật sự các bạn. Nó tiến hóa, nó biết mở cửa đi vô nhà luôn. Ghê thiệt, hồi trước đâu có đâu. Ây da, nó biết. Ôi trời, chạy. Ở đây không an toàn rồi. Trước mặt mình có một con zombie, mình sẽ leo ra ngoài các bạn. Chạy ra ngoài thôi. À, chạy thôi, help me. Lên xe trốn các bạn. Rồi, trốn lên xe đi, an toàn các bạn ơi. Trong lúc mà đang trên xe như thế này nè, mình cần phải lấy đồ ra các bạn. Không thấy mình, nó không thấy mình. Ủa nó, sao nó biết mình ở đây? Nó biết mình trên xe này các bạn. Ây da, càng lúc càng đông rồi. Giờ mình đang muốn lấy đồ ra để mình dưỡng thương cái đã các bạn. Rồi để mình sử dụng cái này cái đã. Rồi giờ sao đây? Rồi bây giờ mình cũng chả biết mình mới làm gì luôn các bạn. Nhưng mà mình sẽ sử dụng nó các bạn ơi. Rồi. Đấy, cái này chắc là sử dụng các bạn ơi. Cũng không biết nó có là cái từ gì nữa. Đấy, ngon lên. Rồi. Bây giờ là chúng ta đợi thôi. Zombie càng lúc nó càng tới đây đông rồi. Trời ơi, giờ sao mình chạy được bây giờ? Cái này là máu của mình đang tuột à. No, mình nghe tiếng bể kính xe rồi. Bây giờ ra ngoài làm thế nào đây? Chạy. À, cứu. Cứu tôi hết chạy nổi rồi. Rồi chạy. Hết chạy nổi rồi các bạn ơi, yếu rồi. Yếu luôn rồi. Ây da, bây giờ tìm cái nhà. Tìm cái nhà trốn vô mới được. Nhà nào an toàn không? Mở cửa. No, nhà nó không an toàn. Có mở được đâu mà an toàn, quá chứ zombie luôn các bạn. À, tại sao? Bạn đã sinh tồn được 4 tiếng và đánh được 6 con zombie. Nhưng bạn đã ngậm. Oh no. Rồi bây giờ cho tôi ra ngoài cái nè. Mở cửa ra đây. Let's go. Hiện tại bây giờ mình thấy một con zombie đang. Ủa trời ơi, một đống zombie đây luôn nè. Chạy thôi. Còn chờ gì nữa? Đứng lại làm gì? Chạy. No. Mình không biết tại sao mà trong cái thành phố này nó lại nhiều zombie đến như vậy. Mình cần tìm một cái gì đó mình trốn thôi các bạn. Đây, cái nhà này. Bây giờ mình không nên solo với zombie nha các bạn. Vì solo với zombie là một hành động khá là ngu ngốc. Trời ơi, chui vô bụi gì vậy ông ơi? Ông cụ. Chạy đi ông ơi. Bây giờ tìm cái nào trốn vô đây. Tại mở bản đồ lên xem. Mở bản đồ lên các bạn ơi. Không mở bản đồ lên được. Mở bản đồ lên xem nào. Không mở bản đồ lên được các bạn ơi. Bây giờ là mình cần làm gì đây? Đây. Bây giờ là chúng ta đi, nói chung là làm sao để trốn được các bạn. Zombie hình như mình chui vô cái cây mình trốn zombie được ấy. Zombie đây đông quá. Đông quá trời đông luôn. Có nhà nào không có zombie không? Đây, nhà này chắc an toàn nè. Nhà này mình thấy hiện tại zombie nó chưa có tới đây. Vô. Vô thử coi được không? Rồi đóng cửa lại, Rồi an toàn. Đây, ở đây có đồ. Ui không. Đây có đồ nè các bạn ơi. Yeah. Có đồ. Rồi, ở đây thì mình có thể nấu được không ta? Mình có thể nấu đồ được không ta? Từ đã. Mình xem coi. Ví dụ như mấy cái này mình có thể nấu được không? Cà rốt nè. Cà rốt thì mình có thể ăn được. Chắc là mình sẽ ăn cà rốt các bạn ơi. Đây mình đang ăn cà rốt các bạn thấy không? Ăn trước đi rồi tính. Rồi, không có gì đây hết. Vậy là mình sẽ tiếp tục ra ngoài rồi. Hiện tại bây giờ mình chưa biết. À đây có con zombie, mình sẽ solo với nó các bạn. Solo với anh ông. Anh có chảo huyền thoại nè. Cái chảo huyền thoại nè. Này thì đây. Chuyện Giga Cha các bạn. Giga Cha nè. Trong đó có zombie. À xe cảnh sát nè. Trốn vô xe cảnh sát các bạn. Trốn vô. Ơi sao không trốn vô. Trốn vô đâu ơi.
ông định làm gì? Ông định làm gì mà ông không trốn vô cái xe này? Trốn vô đi chứ. Rồi, rồi, an toàn rồi. Wow, các bạn ơi, thấy nè, zombie nó đang gọi là bui đây rất đông các bạn. Mà mình đang bị trong cái xe. Wait, what? What? Oh. Khổ quá.